Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah, ok. Thì như anh em đã thấy bên cạnh mình, đó chính là sự hiện diện của anh Mr. Dịch Bầu. Đó, mấy bạn ơi. Cái gì dịch? Trời đó. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là tại sao anh lại không mời anh Mr. Dịch vào quay chung. Thì thật ra là do là mình quay video trễ quá cho nên mình không mời anh Vịt được. Hôm nay là mình đã năn nỉ anh Vịt rất là nhiều. Anh Vịt mới chịu vô quay chung với mình đó mấy bạn ơi. Anh Vịt gọi là sao ta, giống như là ngôi sao nổi tiếng á. Muốn mời ảnh vô quay video khó lắm mấy bạn ơi. Ok, 5.000 đô. 5.000 đô thấy không mấy bạn, thấy không? Mình quay video cho Vịt xong là mình phải trả cho Vịt 5.000 đô luôn đó. 100 triệu luôn nha bạn. Vịt là muốn nhờ Vịt quay video là không có rẻ tiền đâu ạ. Thôi, Vịt ơi, em nói nghe này nè. Dịch. Ui dạ. Em mới vừa kiếm được một cái giếng thần á. Thì cái giếng thần đó khi mà anh chọi xuống một cái túi may mắn thì anh sẽ được điều may mắn hoặc là xui xẻo á. Anh có muốn đi chơi chung với em không? Em thấy trò nó vui lắm á. Ô, chơi giếng gì hả cậu ơi? Chọi một cái túi xuống sẽ được một điều may mắn lẫn xui xẻo gì 50-50 vậy? Đúng rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn nào có coi cái tập trước, mấy bạn có biết đến cái giếng thần xui xẻo và may mắn không? Bạn nào biết thì hãy bình luận lại cho mình biết nha. Đó, và cái tập đó là tập bao nhiêu các bạn hãy bình luận lại cho mình biết luôn nha. Ok, còn bây giờ nè, mấy bạn thấy cái viên ngọc mình đang cầm trên tay không? Đây cái viên ngọc này nè. Sau khi mà mình tìm hiểu á, thì mình mới biết được rằng là viên ngọc này có thể sử dụng để chế tạo ra một cây kiếm mà người ta thường gọi là cây kiếm lửa đó. Cái viên ngọc này là viên ngọc lửa mấy bạn. Thì khi mà chúng ta sử dụng viên ngọc này, chúng ta sẽ chế tạo được một cái kiếm lửa. Bây giờ mình với anh Dịch sẽ cùng nhau gọi là đi qua bên cái giếng thu thập thêm mấy viên ngọc này để chúng ta chế tạo cái kiếm lửa nha anh em. Ok, và chúng ta cùng nhau đi thế nào? Bây giờ đi nè, em sẽ bay nha. Anh có cái cánh chưa? Cái cánh hả? Con mắt này hả? Đúng rồi, con mắt mà em đưa cho anh á. Rồi đi nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái cánh thần này bay qua bên cái nhà của cái ông có cái giếng nha anh em. Rồi, Dịch biết bay chưa? Biết rồi, bay rồi. Từ bé rồi. Rồi dịch bay em xem coi. Bay nha, bay thử coi như là chỉ là mẫu lần thôi nè. Wow. Dịch bay kìa bạn ơi. Đó, ok, bay. Bay theo em nè, Dịch, bay theo em nè. Ủa anh đâu rồi? Dịch đây. Bay nè. Ok. Ok rồi. Bay nè. Bay nè, phải chọn bờ sông để đáp, không phải vỡ mồm à. Anh thấy em bay ghê không? Em là em bay giờ là em điêu luyện luôn Dịch. Đó, em nhảy xuống sông nè, thấy không? Em không hề bị chết, ghê không? Ok bạn ơi, Dịch đã tới nơi nè. Rồi bây giờ anh đi theo em nha. Cái này là cái giếng anh được nhảy xuống dưới nha. Anh mà nhảy xuống dưới là anh bị biến mất khỏi hành tinh này luôn á. Nghe à? Bây giờ mình chọn cái gì xuống rồi? Bây giờ là mình vô đây nè, anh đi theo em qua đây. Đây nè. Ủa? Trong đây là có một cái ông này là ông thương gia chuyên gia là bán gọi là bán túi may mắn á. Bây giờ trước tiên là em sẽ đổi táo kim cương ra thành kim cương nè. Ok, 13 quả đúng không? Bây giờ là em sẽ bấm vô người ổng nè. Đó, bấm vô người ổng, chúng ta sẽ đổi được túi may mắn. Thì 13 viên kim cương chúng ta sẽ đổi được 13 túi. Rồi, ok, 13 túi. Bây giờ em sẽ đưa cho Dịch gọi là một nửa nha. Dịch 7 túi đi, nhường anh một túi luôn á. Em 6 túi thôi. Rồi bây giờ nè, bây giờ anh nhấn chuột trái, anh quăng xuống một cái đi. Rồi sau đó anh nhìn ra đằng sau lưng anh á, có cái thảm màu đỏ. Thì cái quà may mắn hoặc xui xẻo của anh sẽ xuất hiện đằng sau lưng. Nghe yeah. Thiệt. Thử đi. Thôi em làm mẫu đi. Ok, làm mẫu nha. Đầu tiên em chọi xuống một cái nè. Rồi. Ra gì đây? Ôi, ra quái vật anh ơi. Giết nó. Con này là con quái vật. Bọn mình nó gặp xui xẻo rồi đó. Giết nó. Ok, em giết rồi, yên tâm đi. Ủa Dịch đâu rồi? Ở chỗ trái vô đúng không? Đúng rồi. Ấn xong thả ra luôn cũng được. Ủa thả rồi nè. Ở chỗ phải ba. Rồi, bên đây. Coi chừng nó đánh anh rơi xuống giếng á. Rồi xong, thấy chưa, chưa kịp nói. Mới vừa nói. Mày hả cù. Trời ơi. Cái đèn giếng á, cho chưa lên coi. Trời ơi Dịch ơi, em đã bảo là không tin được luôn á. Trời ơi, em đã bảo rằng là Dịch coi chừng bị giết và ai dèo. Anh bị giết thiệt luôn. Ok. Trời má, cái này nguy hiểm mà. Cái này mình phải đứng, phải lựa góc là không đứng. Đúng rồi. Ở đây anh làm đi, anh làm hai lần rồi. Tới lượt em nè. Em thả nè. Thả chậm chậm hay anh coi chừng mất á. Thả nè. Rồi, đứng đây coi coi. Rồi lùi ra đi, nhìn kìa bố. Ra gì đây? Ui, nó ra con quái vật thử quá Dịch ơi, quýnh nó phụ em anh ơi, đừng quýnh em kìa. Đến nó đây, đây. Ai da, rồi xong nó giết em luôn rồi. Mày hả? Mày hả quái vật? Mày. Ok. Giết nó. Ê, phong, lụm thêm một viên kim cương cho đổi tiếp, tí, đợi tiếp. Hợp lý. Được. Thôi khoan từ giờ, trước tiên chúng ta cứ đổi tiếp đi. Rồi đó, bây giờ tới lượt Dịch quăng đi. Nãy vậy em quăng quá trời rồi. Xui lắm, sợ anh nhìn nè. Nhìn nè, đi đứng sẽ xuất ra nha. Cầm kiếm ơi. Cầm kiếm rồi. Anh hết niềm tin vào cái máy rồi. Cái máy này không phải là 50-50 da đen với cả may mắn đâu, mà nó phải là 80-20 á. Thôi, biết đâu rồi, lần này may mắn sao. Ra con khủng long. Ai da, nó cắn em rồi, nó cắn em chết nè. Dịch ơi, giết cái đi Dịch.
may mắn của em á. Trời ơi. One hour later. Dạ đây, bây giờ em nói nghe nè. Bây giờ em với anh á bới ổng quăng xuống giếng đi. Ờ bới đâu đâu. Anh chém ổng cái đi. Ông này ổng bán đồ kỳ quá, chém ổng đi anh. Ông này em quên nói với anh là ổng khỏe lắm, ổng đánh anh cái anh chết luôn. Ấy ông khỏe như kiểu gì giờ hút vậy. Ủa em cũng không biết nữa, từ đây em xem coi. Bây giờ em sẽ gọi là chế còn. Ủa anh còn kim cương không? Hết rồi. Ờ đúng rồi, em còn viên nè, để em bấm cho người ổng mua thử thêm viên nữa coi. Má tao nghi thằng này, thằng cha này trước kia làm on pam man quá, đấm cái chết luôn này hay là không vậy? Ờ nó đấm phép chết luôn. Ok rồi, em có thêm túi nữa nè. Ủa là nốt trời. Phát cuối nốt phát cuối nè, lần này không được viên ngọc là về luôn nha anh. Không được viên ngọc là về luôn nha. Ok trời nè. Ờ đứng xa xa đi, nghi á. Trời ơi, nó lại ra con quái vật. Con quái vật mất dạy. Mày chém anh. Mày hả mày? Mày hả mày quái vật? Ơi vậy tính ra là bây giờ còn có 3 viên ngọc thôi à. 3 viên ngọc này không biết có chế đủ cái kiếm không đây, tại vì là em cũng chưa nghiên cứu nữa. Ờ từ sai coi. Thôi nói chung là bây giờ kệ đi các bạn ơi. Mình tính rủ dịch là qua đây kiếm thêm viên ngọc để làm cho được 2-3 cây kiếm, nhưng mà bây giờ coi như là không được rồi. Thôi bây giờ bọn mình chế đại một cây kiếm thôi, biết đâu 3 viên ngọc chế được cây kiếm đâu sao, đúng không? Thôi giờ luôn đi dịch, chứ ông này ông lừa đảo ông, thôi anh em mình mất hết kim cương luôn á. Ê dạ, mày nhớ mặt tao mày. Ông này ông nhớ mặt tôi nha, ông bán đồ là lừa đảo, ông bán đồ Trung Quốc, ông nhớ mặt tôi nha. Mấy bạn fan nhớ là gọi là bình luận cho mình biết là mình có nên gọi là đốt nhà ông này không nha. Lần sau mình với dịch sẽ qua đốt nhà ông luôn. Sau khi chế tạo được cái kiếm lửa mình sẽ qua đốt nhà ông. Tức là tức. Thôi bay về nhà anh ơi. Phong cận tới đây. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo kiếm lửa nha. Mình thiệt là mình thời mình chán lắm rồi đó, tính chế 2-3 cây ai về chế được có 1 cây thôi. Nhưng mà dịch làm gì dịch bay tuốt anh chạy dịch. Rồi. Bây giờ mình đầu tiên nè, theo như mà mình nghiên cứu á thì chúng ta chỉ cần gọi là bỏ cái viên ngòi lửa này vào trong lò nướng và nó sẽ nấu cho chúng ta được một viên cầu nhung nham hắc long hả. Bỏ viên ngòi lửa vào lò nướng. Cái này tên là ngòi lửa chứ phải là ngòi nổ. Rồi bỏ vô rồi nó nổ bánh sáng sao? Không, mình bỏ vô nó chế tạo cho mình được một quả cầu lửa nè anh. Anh thấy em đang cầm trên tay không? Đây nè, một quả cầu lửa nè. Rồi ok các bạn ơi, mình đã nung xong rồi nè, mấy bạn thấy nè. Đó, bây giờ sau khi mà nung xong, mấy bạn thấy cái cục mà mình đang cầm trên tay không? Trời ơi là trời, nó giống như là bỏng ngô vậy anh em. Nó cho chúng ta cái viên ngọc bé xíu à. Xong chúng ta bỏ trong cái lò nướng nó nấu lên cho nóng lên, xong rồi nó được cái cục to đùng luôn. Cái cục nó to như cục cắt mũi của dịch luôn. Vô nhân hóa, nó ra cái cục mùi giọt kỳ lạ có. Ok. Đi bỏ vô xem nó chế được cái gì không nè. Bây giờ là phải có các bạn chế tạo, em sẽ làm cho bọn mình một cái bàn chế tạo nè. Ok. Lần trước em làm mất cái bàn chế tạo rồi. Rồi, chế tạo ra nè. Trong này có 7 viên kim cương à. Biết thế nãy mang qua đổi. À mà thôi, đổi ra thêm 7 con quái vật nữa chắc tao chết. Rồi ok, bây giờ bấm vào trong cái bàn chế tạo nè. Đây, kiếm lửa nè dịch ơi. Cái tên nè, kiếm lửa nè. Kiếm lửa này chúng ta cần một cây kiếm kim cương cộng thêm 3 quả cầu, chúng ta sẽ được một cây kiếm lửa. Ok được rồi, chế luôn nha. Này, đây nè. Thôi em có rồi, em có rồi, anh giữ đi. Rồi, chế nè. Bùm. Và chúng ta đã được một cây kiếm lửa các bạn ơi. Đó, mấy bạn nhìn nè, thấy không? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ê, đẹp không? Chưa? Sao dịch? Cái màu xanh này hợp với em hơn nè, đổi cho anh cái đấy. Thôi, cái màu đỏ này hợp với em hơn. Dịch ơi, bây giờ... Xanh đi, đổi đi. Bây giờ để em test thử cái kiếm lửa nha, em sẽ test lên người anh nha. Ủa, test xong. Bùm! Ôi, dịch bị cháy vậy bạn ơi! Ôi, chết luôn rồi! Wow! Dịch chạy ra sông luôn! Mấy bạn ơi, cái kiếm lửa này xịn quá à! Ồ, bây giờ nha, bây giờ em sẽ thử đứng từ xa nha. Dịch đứng ở xa xa đi. Ok, đứng ra đi, đứng ra anh. Đứng ra đi. Đứng gần cái hồ nước đi để có gì em tấn công anh rồi anh nhảy xuống hồ nước nha, không thôi là chết á. Hiểu không? Rồi chơi. Ok rồi. 3 2 1. Bùm. Ủa. Ok, đứng em nha. Bùm. Ủa, cũng không được luôn. Ủa, lại gần hơn xíu. Bùm. Ôi, được rồi. Ui, xịn ta. Bùm. Cháy. Bùm. Nhây à, nhây à. Bùm. Trời ơi quá. Ôi, dịch bị cháy các bạn ơi, cái này xịn nha. Ok, bây giờ em sẽ đi em kiếm một con gà hay con bò đó em test thử coi. Dịch đi theo em nè. Đi theo em, qua đây. Cái kiếm lửa này xịn quá các bạn ơi. Chỉ cần gọi là đứng từ xa chưởng một cái thôi là người đứng trước mặt chúng ta sẽ bị cháy luôn. Quá xịn. Rồi, để em xem nha. Bây giờ qua đây kiếm con bò coi. Sao anh? Thôi. Nè, thử đi. Trời ơi, sao lại thử ông dân làng? Thử ơi, trời ơi, đây là búp bê. À, búp bê hả? Ok rồi, đứng từ xa nè. Trưởng. Ui, cháy luôn kìa. Ui, dịch ơi, thấy xịn chưa? Ui, ông bị cháy. Ui, ông chết luôn. Wow.
Wow. Lấy xe đi kiếm thú vật đi chơi. Ủa vậy anh kiếm đâu ra ăn cho cô bô đẹp vậy? Hả? Con cho bô cô này à? Nãy anh đi trong đường anh thấy nó đi ăn vặt lên tinh rồi anh cho nó ăn miếng thịt rồi nó theo anh luôn. Ôi xịt vậy. Mà em thì em lại không có thuốc cưỡi chán quá. Ơi nè bên đây. Ơi khoan khoan. Bên đây có mấy con gà nè. Rồi ok, đầu tiên là mình sẽ thử con gà bên đây đi. Trưởng. Ôi. Con gà chết chưa? Con gà ra. Anh ơi. Em trưởng cái con gà biến thành KFC luôn rồi. Ôi, thế em đặt tên kiếm này là kiếm KFC. Ok, em ăn nè. Ôi nó thành cái thịt chính luôn anh ơi. Ok, trưởng con gà nè. Trưởng. Ồ, nó cháy luôn kìa. Trưởng thử con bây giờ em sẽ trưởng thử con chocobo. Trưởng con chocobo nè. Ôi, chocobo nó cháy ngay trời. Ôi, cháy luôn con chocobo luôn rồi. Ủa con chocobo rồi xong dịch chết queo luôn. Rồi con chocobo cũng chết queo luôn. Thằng vô điên quá. Ui mấy bạn ơi, xịn quá cái kiếm này ha. Xịn ghê luôn á. Chỉ cần chưởng một cái thôi là cháy người luôn. Quá đỉnh. Nè mấy bạn nhìn nha, có con gà bên kia phải không? Đây mình cho mấy bạn xem nè, bên đây có con gà nè. Đấy con gà, lại đây mày. Tao đang thèm KFC nè. Lại đây. À mày đánh tao hả? Chưởng vô người mày nè. Đó, chưởng vô người nó bị cháy. Rồi nó biến thành KFC luôn. Quá mày xịn. Đã bị cướp xe. Đốt xe luôn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ về nhà mình kiếm dịch. À, dịch đây nè, dịch đây nè. Dịch đây. Lại đem nó nghe nè. Trưởng. Đứng lại. Trưởng nè. Rồi cháy dịch luôn rồi. Trưởng. À hư à, chém cho cái nè. Trưởng cho cái nè. Rồi chết queo luôn. Ok bạn ơi, cái kiếm này xịn quá. Mấy bạn thấy cái kiếm này xịn không? Nếu các bạn thấy cái kiếm này xịn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Trời ơi quá xịn luôn. Ok và mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích cái cây kiếm lửa này thì anh em đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Anh dịch núp hả dịch? Núp hả dịch đứng lại. Núp đồn tới đồn. Núp nè. Trưởng nè. Đứng lại. Chạy đâu? Đứng lại. Trưởng nè. Trời ơi, phải lại gần mấy trưởng đâu. Ok, trưởng đâu nè, trưởng nè. Cháy đi, trưởng nè. Trưởng cho thêm cái nè. Rồi, chưa kịp nhảy xuống nước là chết queo luôn. Ok bạn ơi. Và nói chung là mình thấy cái kiếm lửa này xịn quá à. Ok, và nếu mà anh em thấy thích video này và thấy thích cái kiếm lửa này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Dịch để đăng ký ủng hộ cho anh Mr. Dịch nha. Chứ tội nghiệp anh Dịch quá, từ nãy giờ mình đốt anh Dịch thành dịch quay luôn rồi. Ok. Thay đổi tên thành KFC Channel. Ok rồi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video vùng đất chết lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.